Đây cái nhông của nó là nhông này là chục 5 mm nè. Cái này chắc 15T quá hả? 15T quá. Đây chục 5 mm của bên mình ha. Rồi. Đây là nhông của 5 mm, nó hợp với cái con đầu motor của 5 mm nè các bạn ha. Đó, cái với cái motor của mình là công chiều tang 2350 ha. 3361 33660 ha. Motor dòng 3660 36 của BL motor ha. Đây. Nó cái nhông của nó các bạn thấy không? Đây mình nhét vô này, vừa. Ha. Đây, để mình để vô. Đây là gia công luôn ha, nhông này bên xưởng gia công luôn chứ không có mua kiểu kia. Đây. Đây là nhông ha, nó là tiêu chuẩn của nó 15T đó. Rồi, nó cứ hợp nhét cái con ốc vặn vô là xong các bạn ha. Còn tiếp theo là nhông đối với 3650, motor 3650 thì nhông 3.17 ly 17 mm ha. Có nghĩa là cái nhông này nhỏ hơn, cái trục nó nhỏ hơn. Sẽ xài cho 3.17 ha. Chắc cái này ai cũng biết rồi. Nhông này chắc 13T nè. 13 mình đếm thì đã 17, trục 13 quá. Rồi mình xin phép ai có nhu cầu liên hệ ha. Cái này là khỏi nói rồi. Cái dòng này là của mình là khỏi nói rồi. Cái này là 51T, trục 54T và có trục 50T. Đó. Đài kim loại hết. Hầu như là kim loại hết. Mình xài toàn bộ kim loại hết ở đây ha. Rồi mình xin phép có ai có nhu cầu thì cứ liên hệ lấy ha. Đó.